Ai bà cố 99 tuổi đút nước cho cháu uống đây, cho cháu cố uống đây đó cháu. Đúc cố ra ngoài. cháu dậy quá đút ra ngoài. Cháu mẹ, cố mẹ. Cháu cố bầu ngư nè đó. Thấy đâu là quơ đó. Quơ đó, cháu cố nè, cháu cố bầu ngư nè. Đó, cô đút đó. Cô uống gà thấy cưng hết biết chưa? Chẳng phải canh rồi. Vậy em đọp rùm đọp gì bà Tám ơi. Cái cố rồi kìa. Cái cố đút cho cháu uống thấy cưng chưa? Cháu mới có 3 tháng mấy thôi. Đó, trời le lưỡi liếm gì trời. Chắc phải bầm cho bú á. Các nước kìa, cho cố chú uống chút đi đó. Các nước chứ phải cây đâu. Thò tay vô uống đi. Trời le lưỡi ra liếm thấy thương quá bà ơi bà. Bà đem sữa ra cho bà cố đút đây. Chị đem sữa ra cho bà cố đút đây. Cơm cá con tôi đừng có lay bà cô chín nghe. Nước chẳng phải gì hổng đâu. Nè bà cô cưng nè, bà cô cưng mát tay nè. Trời thương quá trời. Uống gì nó nói á, không uống sữa mà nó uống nước. Chứ phải nó chỉ uống sữa gì mình đút bằng muỗng cũng được hen chị. Đây là bạn cố à con. Uống quá mẹ ơi, đói khát quá. Nghiệp quá. Tại vì nhúng sữa là nước. Mà sao sữa mà không chịu ta? Bà xịt ra một muỗng sữa coi. Con nhớ uống sữa đi nha. Uống nước rồi vô chẳng uống sữa. Lấy bình sữa ra, lấy bình sữa ra. Trời ơi, lên được. Uống bạn cô cũng 72 tuổi rồi mới có được đứa cháu này rất to, cưng quá. Già ngọc của bà cô cưng đó nha con. Cho nó bự như là cháu nội của bà cô cư vậy nha con. Giống cô mấy cô. Giống cô hai trở nha cô. Cô hai, cô năm, cô út cô. Uống. Người nào người nấy ra bà 70 tiếng trong đó con. Trời giải bà cho lớn mạnh giỏi mau bự nha con. Bự nó ồ quá. Trời ơi thấy tên gì đâu á. E le le kìa, nặng như muỗng, nặng như muỗng cho từng. Để cho uống sữa đi, nặng vô cho uống sữa đây. Uống nước. Đang khát nước. Vô phương. Mời anh đã nói chuyện. Bà cô cư gọi nghe con cháu bà cô cư rồi vậy nó nuốt không ập ập gì đó con. Bà cô tư nhét vô sâu cái núm vô. Sâu cái núm vô nghe lời bà cô cư nè. Sâu cái núm vô tư. Đè cái núm vô sâu vô cho nó nuốt. Uống đi con, uống ngoan giỏi con. Nhìn bà nội nhờ bà nội can thiệp bớt cho bà cô cư ám giác. Nó lại định nước. Uống đi con, nút đi con. Nút lát rồi quăng cái chai xuống nha con. Chứ đè sâu sâu cái núm vô chút nữa. Ở này đeo quá, tội nghiệp đó mày. Sâu sâu á, nó mới nút. Cạn quá, nó đâu nút được. Đi con ẩm lên ta. Bánh trong chim. Rồi, bà cô bắt đầu ẩm lên cho bú rồi. Bà cô Tư bắt đầu ẩm lên cho bú. Vậy nghe.